Hồi nãy em mới ra hả chú? Gì đó chạy bánh lãnh lương. Gì? Nó đứng hỏi gì hả? Hỏi con. Nói về đem một câu hỏi có không? Đem ra mừng họ phận nó không có. Ủa vậy là không có cơm luôn hả? Không có cơm luôn. Rồi, nhịn đói thiệt. Chúc mạnh nó qua vậy. Mạnh qua hả? Sức công một công luôn. Ý là chú kia nó qua hay sao? Chút nó qua vậy đó, nãy nghe ông việc nói. Mà chưa đi giấy tờ để anh em luôn đi. Giấy qua xếp lại mất công. Giờ